Hello, vâng xin được trân trọng chào mừng quý bạn và các vị nhé. Tiếp tục chương trình chia sẻ các dòng sản phẩm hàng bãi Nhật Mỹ Đức thì hôm nay bên em lại tiếp tục về một số mặt hàng mới lại lên cho quý các bác anh chị các bạn xem tham khảo cũng như mua hàng các anh nhé. Đó thì ghế câu hôm nay bên em lại về. Hôm trước về được một lô thì cũng hết hàng rồi. Hôm nay bên em lại về các bác nhé. Đó rồi là cái bộ dao cắt kính cắt gạch me. Đấy và rất là nhiều sản phẩm mới nữa. Thì em lại túc tác lên giới thiệu tới quý các bác anh chị xem tham khảo cũng như là mua hàng. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Vâng các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh các bác nhá và chia sẻ kênh giúp cho em. Đấy, số Phạm Huấn này, các số hotline của bên em đây. Đấy, số tài khoản này, địa chỉ này. Các bác mua hàng thì từ hai món hàng bằng 400k bên em sẽ miễn phí ship nhá. Sản phẩm đầu tiên thì em lên cho quý các bác anh chị trong ngày hôm nay đó là cái con dao cắt gạch men cắt kính đa năng. Đấy, con này thì bên em đang bán là 230k. Hôm nay bên em sẽ xả kho giảm giá cho các bác còn 200k. Đấy, em còn hai bộ duy nhất thanh lý nốt cho các bác nhé, còn hai bộ duy nhất thanh lý nốt cho các bác. Đó thì em sẽ test sản phẩm cho các bác xem cho nó trực quan sinh động các bác nhé. Đấy, sản phẩm thì được tặng kèm thêm hai lưỡi nữa, khi các bác nhận được hàng là tổng có ba lưỡi các bác này. Đó, đây hàng made in Japan các bác này, hàng nội địa Nhật các bác nhé, dùng cực kỳ là ngon luôn. Về các bác xoáy cái tay công này vào này. Đó, xoáy cái tay công này vào giúp cho em. Đây hàng made in Japan các bác này, đây đây các bác thấy chưa. Đó, xoáy tay công này vào. Đấy, xoáy tay công này vào là các bác cứ thế là dùng thôi. Nó rất là đơn giản, dễ sử dụng thôi, không có gì phức tạp cả. Đấy, đây. Cái này là cái phần này là để các bác dùng để các bác công khi mà các bác cắt xong. Đấy, đầu tiên là em sẽ cắt cho các bác xem cái viên gạch men các bác nhá. Đây. Một cái viên gạch men đây. Đấy, một cái viên gạch men đây các bác này. Đấy, một viên gạch men đây nhá, em cắt cho các bác xem cho nó trực quan sinh động các bác nhá. Đó. Đấy, cái viên gạch men này em cắt cho các bác xem này. Đấy các bác kéo đều này cho em nhá. Đấy, kéo đều, các bác nghe cái tiếng kêu như vậy là ổn, là cắt ngon các bác nhé. Đấy, các bác phải nghe được cái tiếng kêu nó phải ra, phải chuẩn là được. Đây, em sẽ công cho các bác xem này. Đấy, bác thấy không? Đó, công phát ra luôn. Đó, rất là ngon lành các bác nhé. Em cắt miếng nữa cho các bác xem này. Các bác cứ kéo đều tay này cho em. Đấy, về các bác cắt chưa quen thì các bác cứ cắt tay không như này đã. Rồi sau khi các bác cắt quen rồi thì mình có thể lắp thước vào để mình cắt. Đấy, khi các bác xong thì các bác công đều này cho em. Đấy, nó sẽ đứt ra thôi. Đấy, nó sẽ đứt ra luôn các bác nhá. Vết cắt thẳng đẹp như là đấy luôn. Tiếp theo thì em sẽ cắt cho các bác miếng kính các bác nhá. Đó. Đây là một cái miếng kính này. Em sẽ cắt cho các bác xem một cái miếng kính các bác nhá. Kính thì quá đơn giản rồi. Đấy, kính thì quá đơn giản rồi các bác nhá. Kính thì nói chung là nó rất là dễ cắt thôi. Đấy, gạch men thì các bác chưa quen này nó còn hơi khó một tí. Đây kính đây các bác nhá. Đó, kính đây. Kính này thì các bác có thể cắt bằng hoặc là cắt lượng sóng được hết. Đây em cắt lượng sóng cho các bác xem nhá. Đấy, cắt lượn sóng luôn, các bác thấy không? Đây, lượn sóng này. Đấy, thấy không? Đây. Đấy, lượn sóng này. Nói chung là rất là ngon lành, cành đào rất là dễ làm thôi. Đơn giản không có gì cả. Đấy, một bộ như này được tặng kèm thêm hai lưỡi nữa, dao cắt kính cắt gạch men đa năng. Bên em đang bán là 230. Xả kho thanh lý cho các bác còn 200k. 200k các bác nhá, dao cắt kính cắt gạch men đa năng 200k. Đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái quả ghế gấp thôi nhé. Đó, quả ghế gấp, ghế câu. Con này thì hàng rất là chất lượng rồi. Đấy, độ chất của nó thì các bác không phải bàn đến rồi. Ghế câu các bác nhé. Đây, mặt của nó rộng là 45 này. Các bác quan sát kích thước nhá. Mặt rộng là 45 này. Đấy, dài của nó cũng là 45 luôn. Đấy, 45. Đây, tính từ cái phần đáy này là 45 này các bác này. Đấy, 45, 45 các bác nhé. 45, 45. Và cao của nó thì là 43, cao của nó là 43. Rất là chất lượng luôn. Đấy, bây giờ em sẽ ngồi thử cho các bác xem cho nó trực quan sinh động các bác nhá. Đấy, em sẽ ngồi thử cho các bác xem luôn. Review cho các bác xem. Đấy, các bác chờ em một chút. Rồi em Phạm Huấn xin chào các bác nhá. Đó, đây là em đang ngồi trực tiếp trên ghế này. Đấy các bác quan sát nhá, nó hơi khó một chút. Đây. Đây. Đấy các bác xem em đang ngồi dựa vào ghế này, rất là thoải mái, ngon lành cành đào luôn. Đấy các bác thấy không? Đây. Em đang ngồi dựa vào ghế này. Đấy các bác thấy không? Đây. Đấy, đang ngồi trên ghế đây. Rất là thoải mái các bác nhá. Rất là thoải mái luôn. Đấy các bác thấy không? Rất thoải mái luôn. Đấy, em đánh đu cả lưng như này nhưng mà không có hề hấn gì các bác nhá. Rất là chắc chắn luôn. Đây em ngồi dựa lưng vào đây. Đấy, dựa tay vào đây. Nói chung là rất chất lượng luôn các bác nhá. Đây các bác xem em ngồi em tựa lưng này. Đấy, em 70 cân nhá. Em ngồi em tựa rất là ngon luôn. Đó các bác thấy không? Rất là khỏe luôn. Ghế rất là khỏe luôn, ngồi rất là chắc chắn các bác nhá. Ngồi rất chắc chắn luôn. Đây nha các bác nhá. Đây em đang ngồi này. Đấy các bác thấy xương ghế của nó rất là chắc chắn luôn.
đây các bác thấy không? Đấy, bồi tựa riếc nói chung là rất là chắc chắn ngon lành luôn. Đó, rất chắc chắn ngon lành luôn các bác nhá. Đây, rất chắc chắn ngon lành luôn các bác thấy không? Đó. Thì đấy thì ghế câu này thì bên em đang bán cho các bác với cái giá là 200k các bác nhá. Đó, 200k. Các bác lên mã cho em là ghế câu nhá các bác nhá. Con này là gấp ra gấp vào thoải mái các bác nhá. Đó. Đây, số hotline của em đây. Đấy em gấp vào cho các bác xem này. Gấp vào nó rất là gọn luôn các bác thấy không? Đây, gấp vào nó gọn luôn, nó chỉ khoảng 6 cm thôi. Đấy, khoảng 6 cm cái bề ngang của nó thôi. Rất là gọn luôn các bác nhá. Đấy. Hãng thương hiệu là của Rora các bác nhá, Rora. Đấy. Cái vải này của nó là nó máy hai lớp cực kỳ là dày dẫn luôn. Đấy, nhiều bác cứ bảo là sợ ngồi cái này nó bị tụt nhưng mà không bao giờ tụt được các bác nhá. Rất là chắc chắn luôn, vải máy hai lớp rất là chắc chắn luôn các bác nhá. Đó. Máy hai lớp cực kỳ là chắc chắn luôn. Cho nên là con này thì các bác dùng thì cực kỳ là yên tâm, không có lo vấn đề gì cả. Dày ngồi, dày dẫn ngồi chắc chắn. Đấy, inox rất là dày dẫn chắc chắn luôn. Các bác ngồi thì cực kỳ là yên tâm các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì hôm nay em bên em về được một lô cái kéo cắt cành cán cam các bác nhá. Đó. Cái này bên em gọi là kéo cắt cành cán cam. Hàng này thì cực kỳ là chất luôn. Đây. Đó, hàng nội địa Nhật thanh lý siêu thị các bác nhá. Đó, đây Japan này các bạn này. Đó, thép SK5 Japan đây. Con này các bác dùng thì cực kỳ là chất. Giá thì bên em thanh lý siêu thị giá rất là rẻ cho các bác luôn. Đó, lò xo là siếc cực kỳ là ngon luôn các bác nhá. Đó, cán nó có màu cam cho nên các bác lên cho em là kéo cành cán cam. Con này thì bên em đang thanh lý cái giá cực kỳ tốt cho các bác luôn. Chỉ có 120k các bác nhá. Đó, kéo cắt cành cán cam 120k. Đây các bác nhá. Hàng nội địa Nhật này, toàn bộ là chữ Nhật hết các bác nhá. Dùng rất là ngon luôn. Đó. Con này thì bên em bán rất là nhiều rồi. Rất là chất lượng mà giá thì bên em thanh lý siêu thị được cái giá rất là tốt các bác nhá. Đó. Các bác lên cho em là kéo cành cán cam các bác nhá. Đó, 120k, kéo cành cán cam. Đấy, cán cam 120k đấy, các bác nhá. Đấy, 120k một con thôi. Giá rẻ bình dân cho các bác sử dụng, gọi là bán thanh lý cho các bác thôi. Chứ còn thực ra con này thì bên em bán cũng không có lãi nhiều đâu. Đó, lên cho em là kéo cành cán cam các bác nhá. Kéo cành cán cam 120k. Đó, 120k con này, cắt cực kỳ là ngon luôn các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái thắt lưng dây dù hàng của Mỹ các bác này. Đó. Hàng của Mỹ này. Đấy, công ty này của nó tuổi đời từ năm 1966 này. Hàng này tương đối là lâu đời, công ty này tương đối là lâu đời rồi các bác nhá. Đó. Thắt lưng dây dù này thì bên em đang bán là 140k một cái các bác nhá. 140k một con này. Đó, 140k một con thắt lưng dây dù này các bác nhá. Hàng cực kỳ là ngon luôn. Đó, cực kỳ là ngon, chất lượng luôn. Đấy. Dây của nó thì dài được khoảng 1m2 1m3 các bác nhá. Khoảng 1m2 1m3. Đấy các bác cứ đút vào như này. Sau đó thì sập cái lẫy này vào là xong. Nó rất là dễ sử dụng các bác nhá. Đó, chỉ cần lấy ra như này thì kéo ra. Đấy các bác có thể tùy chỉnh cái mức của nó được. Nó không có cái gì là phức tạp cả. Các bác nhiều tuổi rồi lại dùng càng ngon, càng dễ dùng. Đấy, mà cái này các bác mua một lần là dùng cả đời luôn. Không bao giờ nghĩ đến hỏng hay là đứt được cái dây dù này. Đó, chất liệu màu sắc rất là đẹp, trang nhã các bác nhá. Đó, giá bên em đang bán thì là 140k các bác nhá. Lên mã cho em là dây dù thắt lưng Mỹ. Đấy, thắt lưng Mỹ 140k. 140k còn thắt lưng Mỹ này các bác nhá, 140k. Đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái mic dây hàng của Nhật. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái mic dây hàng của Nhật các bác nhá. Đây, made in Japan này. Con này thì bên em bán là 400k bao ship cho các bác luôn. Đó, giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Dây của nó là dài là 5m các bác nhá. Đấy, cả mic cả dây là tổng chiều dài là 5m. Dùng cực kỳ là ngon luôn các bác này. Đó, đây. Con này các bác cứ thế là cắm vào là xong, tanh tách luôn các bác nhá. Đây, đấy, hàng của Tomahaka này. Đấy, Tomahaka, made in Japan. Chữ khắc chìm trên thân luôn các bác nhá. Hàng cực kỳ là chất lượng xịn sò con bò luôn. Đấy, khóa cực kỳ là ngon. Đây, các bác xem cái phần mút cách âm, cách mút thu âm của nó này. Cũng rất là tốt luôn các bác nhá. Đó, rất là dày dẫn chắc chắn này. Inox sáng bóng này. Cái phần đục của cái đầu mic này cũng rất là chất này. Độ hoàn thiện, độ sắc nét, độ chi tiết. Hàng của người Nhật người ta làm thì các bác biết rồi. Đó, logo, logo đàng hoàng. Đó, made in Japan các bác này. Đó, hàng rất là chất luôn các bác nhá. Đó, rất là chất luôn. Đấy, hàng mic cực kỳ là ngon luôn các bác nhá. Đấy, các bác cầm thì cực kỳ là đầm tay luôn. Mic thì siêu nhỏ gọn các bác nhá, rất là nhỏ gọn luôn. Con này các bác dùng thì cực kỳ là chất rồi. Đây, các bác ấn vào đây để mình tháo lẫy ra này. Đấy, tháo lẫy ra.
đây hàng ba chân tiếp xúc tốt, đậy vào thanh tách luôn các bác nhá. Đó, dây dài, dây mềm, dây chuyên âm thanh đấy, hàng cực kỳ là chất luôn các bác nhá. Đây rắc cắm của nó, đây đầu rắc cắm cũng rất là chuẩn chỉ luôn, có lò xo chống đứt. Tổng dài của cả dây cả mic là 5m, bên em đang bán là 400k bao ship cho các bác luôn. Đó, giá cực kỳ là tốt luôn các bác nhá. Đó, mic là chuẩn mic Nhật luôn, các bác quan sát này. Đây, từ những cái vỏ hộp của nó, độ hoàn thiện, độ sắc nét rất là cao. Đấy, từ những cái vỏ hộp của nó này, các bác nhận được hàng nguyên hộp như này. Hàng thanh lý chưa qua sử dụng, rất là chất luôn. Đấy, made in Japan các bác nhá. Nói chung là chấm hết luôn. Con này các bác dùng thì khỏi phải nghĩ luôn. Đấy, các bác thấy không? Rất là chất luôn. Đó, mọi nhu cầu mua sắm thì các bác có thể liên hệ tới số hotline của em đây. Mic dây Nhật các bác nhá. Đó, mic dây Nhật. Tiếp theo thì em giới thiệu các bác cái con đèn pin cảnh sát, à đèn pin Nhật các bác nhá. Con này là đèn cầm tay, hàng cực kỳ là ngon luôn. Đó, các bác lắp pin vào, xoáy vào là xong. Đó, đây, rất là ngon lành luôn các bác nhá. Đây, các bác quan sát này. Đấy, rất là ngon luôn. Đấy, con này thì bên em đang bán với cái giá là 180k. Các bác lên mã cho em là đèn D1 180k, rất là sáng luôn. Đấy, zoom thì các bác có thể zoom tùy chỉnh ở đây. Đấy, con này nó có báo cả pin luôn các bác nhá. Đấy, rất là nhiều chế độ sáng này. Đấy, rất là nhiều chế độ sáng. Sáng vừa, sáng mạnh, sáng yếu, rồi nháy này. Rồi là chế độ pin này. Chế độ báo pin luôn các bác nhá. Đó, zoom ra zoom vào thì rất là tiện. Nó có khẩu này các bác không phải xoáy nữa. Đấy, các bác muốn zoom ra zoom vào thì các bác zoom ở đây, rất là tiện. Con này thân của nó là hoàn toàn bằng nhôm hết các bác nhá. Đó, hoàn toàn bằng nhôm hết. Rất là chất luôn các bác nhá. Đó, rất là ngon lành cành đào luôn. Đặc biệt con này của nó thì nó lại có hộp đựng như này. Đấy, nó có cả hộp đựng này luôn, hộp đựng này. Các bác đựng trong hộp này, rất là chất luôn các bác nhá. Đó. Các bác lên cho em là đèn D1 này. Con này bên em đang bán là 190k. Đấy, đèn D1 190k các bác nhá. Đấy. Rất là sáng luôn. Sạc thì sạc ở đây các bác nhá. Đấy, các bác có lẫy sạc ở đây. Con này của nó chống cả nước luôn các bác nhá. Đấy, chống cả nước, có gioăng chống nước luôn. Lẫy sạc báo pin luôn. Đấy, zoom ra zoom vào đây các bác chỉ cần kéo tay ra như này là xong. Đó, kéo tay ra này là xong. Đấy. Các bác xem cho, sáng gọi là không nhìn thấy số đâu nữa. Các bác thấy cái độ sáng của nó rất là khủng khiếp. Đây, chỗ em quay đèn sáng như này mà nhìn rất là rõ luôn các bác này. Đó, pha của nó này. Đấy, các bác có thể zoom ra zoom vào cái pha của nó này. Rất là tiện dụng luôn các bác nhá. Đó, thì con này thì bên em đang bán với cái giá là 190k. Các bác lên mã cho em là đèn D1 các bác nhá. Đó, đèn D1 190k các bác nhá. Con này dùng thì cực kỳ là ngon luôn. Đấy, các bác biết cái chất của nó đâu. Đấy, lên cho em là đèn D1 190k, có hộp đựng hẳn hoi các bác nhá. Tiếp theo thì hôm nay bên em lại về được một lô cái lấy dấu này, hàng của Nhật các bác nhá. Đó, lấy dấu hàng của Nhật thì em sẽ lấy thử cho các bác xem. Đấy, đây. Ví dụ như là các bác muốn lấy dấu vào cái con vít này chẳng hạn nhá, thì các bác đặt như này, ấn vào cho em. Đây thì hơi có là. Đây. Ví dụ như lấy vào cái con dao này chẳng hạn nhá. Đây, thì các bác đặt như này, ấn vào này là xong. Đó, nó sẽ có cái dấu này. Đấy, các bác trông cái dấu màu trắng này chưa? Đây nhá, em đặt không có dấu nhá, em đặt vào. Đấy, các bác xem. Đấy, các bác chỉ cần ấn này. Đấy, ấn đều này bỏ ra là nó sẽ có cái dấu này. Đây, các bác nhá. Đó, đây. Đấy, các bác thấy không? Đấy, nó có dấu này. Đấy, cái dấu này. Đấy, các bác thấy không? Rất là tiện cho các bác sử dụng. Các bác làm thợ, làm nghề thì bắt buộc phải có con này. Để các bác dùng cho nó ngon lành các bác nhá. Đó, ấn vào phát là nó đẩy ra, nó tự lấy dấu. Con lấy dấu này thì bên em lâu lắm mới lại về được một lô các bác nhá. Đó, hàng bãi chưa qua sử dụng. Đó, con này thì bên em đang bán là 100k các bác nhá, 100k mà con lấy dấu này. Đó, 100k các bác nhá. Đó, 100k một con các bác nhá. Các bác làm thợ làm nghề thì rất là cần dùng con này. Con lấy dấu 100k một con các bác nhá. Đó, đây em về chỗ này chắc chỉ được khoảng hơn chục con thôi. Tiếp theo thì em lên cho các bác một số cái mẫu dao bên em nhá. Đấy, con này thì bên em đều là hồng dao Nhật hết, dao bãi Nhật hết các bác nhá. Đấy, con này của Tamahagane này. Đấy. Con này là bên em ký hiệu của nó là D1, đang bán là 240. Đấy, giảm giá thanh lý cho các bác còn 220, bên em chắc còn 4-5 con nữa thôi. Hàng rất là chất luôn các bác nhá. Đó, 220k một con. Hàng rất là chất luôn, siêu sắc bén luôn. Đó, tiếp theo là con D2. Đấy, em cũng còn 5 con D2 nữa, đang bán là 250. Thanh lý nốt cho các bác là 230 một con. Đó, hàng rất là chất luôn các bác nhá. Dao Nhật này. Đấy, bo đầu hết các bác này, rất là chất luôn. Hàng bãi Nhật chưa qua sử dụng, rất là đẹp, dao rất là đẹp các bác nhá. Đó, dao rất là đẹp luôn, siêu sắc bén luôn. Chất thép của nó này không bao giờ các bác lo bị gì sét, có đánh nhám chống dính luôn các bác nhá. Đấy, 230k. Đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái con dao chặt, con này là con C6 này.
Đấy, dòng này thì nó là dòng cao cấp rồi. Con này là 1 kg một con, bên em bán là 380.000, 380k một con này. Đó. Hôm nay hàng bên em thanh lý còn 3 con nữa, thanh lý nốt cho các bác. Giảm giá còn 360k, 360k một con các bác nhá. Thanh lý nốt cho các bác 360k một con này. Đấy, dao 1 cân. Hàng của Nhật này, made in Japan các bác này. Đó, made in Japan. Đây các bác quan sát này. Rất là chất luôn các bác nhá. Đó, rất là chất luôn. 360k, thanh lý nốt cho các bác, C6 các bác nhá. Đó. Tiếp theo là bên em còn một ít cái con dao khâu đồng này nữa, khâu đầu này. Con khâu đầu này là con B1. Bên em đang bán với cái giá là con này là hàng bãi các bác nhá. Hàng cũng rất là đẹp luôn. Đó. Thì con này bên em đang bán với cái giá là 300.000 một con. Hôm nay bên em sẽ thanh lý giảm giá cho bác còn 260k một con các bác nhá. 260k một con. Đấy, B1 260k. Còn ít nữa thanh lý nốt cho các bác. Đấy. Còn cái con bãi này thì bên em đang bán là 240.000. Hôm nay bên em sẽ thanh lý cho các bác là 200k một con. 200k một con các bác nhá. Đó, thanh lý nốt cho các bác 200k một con. Cái dòng này là cũng đều là dòng bãi Nhật hết các bác nhá. Cực kỳ là chất luôn. Đấy, 200k một con. Thì các bác lấy con nào thì lấy các bác nhá. Tiếp theo thì hôm nay em dọn kho lại thì còn mấy cái con dao bấm Mỹ nữa. Đấy, mấy con dao bấm Mỹ nữa. Đấy, mấy con này thì em thanh lý nốt cho các bác luôn. Đấy, 100 một con các bác nhá. 100 một con. 100k một con. Đấy, còn 4-5 con thanh lý nốt cho các bác, dao bấm Mỹ. Đấy, 100k một con các bác nhá. Đó, 100k một con. Đấy, con móc khóa Nga này cũng thanh lý nốt cho các bác luôn. Cũng 100k luôn. Đấy, còn mấy con. Đấy, bác nào mua trước rồi biết rồi, những cái con màu như này em bán là 200.000 đấy, còn con móc khóa đen như này em đang bán là 150k, hàng của Colombia này các bác này, Mỹ các bác nhá. Đấy, thanh lý nốt cho các bác luôn, còn mấy con này thanh lý nốt cứ 100 một con. 100 một con các bác nhá. Em thanh lý nốt cho các bác 100 một con luôn cho nó nhanh. Đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái kéo bếp bạc này. Đấy, kéo bếp bạc đây. Cái này là loại nhỏ, bên em bán là 70k các bác nhá. Loại này là loại mỏng hơn, 70k. Còn loại này loại dày gấp đôi này, 130k. Đều là hàng Nhật cả nhưng nó có loại dày loại mỏng các bác nhá. Đó, các bác xem kỹ này. Đó, có loại dày loại mỏng, mình nó mỏng hơn. Đấy, đều là Nhật, Japan hết, độ sắc bén như nhau. Nhưng mà có cái là cái dày kia mỏng thôi. Đó, thì con mỏng này là 70k, còn con dày này là 130k. Các bác lên cho em là kéo bạc. Đấy, tiếp theo thì cái kéo gà này thì em mới quay một cái video tách hôm qua rồi. Đó, hàng của Đức các bác nhá. Con này thì bên em đang thanh lý là 150k một con. Đó, kéo gà, hàng của Đức các bác nhá. Đấy, 150k một con là kéo nhỏ này. Đấy, còn con kéo to này thì bên em đang bán là 250 này. 250k. Hôm nay bên em sẽ thanh lý cho các bác còn 230k các bác nhá. 230k một con kéo nhỏ, à kéo loại to. Đấy, kéo loại to. Còn lại nhỏ thì bên em xả sập sàn cho các bác luôn. Còn có 150k thôi. Đây các bác quan sát hai con nó hoàn toàn khác nhau nhá. Thân mình nó khác nhau. Con to này thì em chủ yếu còn hàng của Nhật thôi. Đấy, còn hàng của Nhật thôi các bác nhá. Hàng của Nhật thôi, còn hàng của Đức thì em còn con bé. Đó, thì tùy theo các bác muốn lấy con to lấy hay lấy con nhỏ thì lấy. Đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái kéo bếp màu vàng này. Con kéo bếp vàng này thì bên em bán là 110k một con. 110k một con các bác nhá. Đó, cũng còn mấy con nữa. Thanh lý nốt cho các bác. Đấy. Đây, cái con dao gọt 2 này bên em đang bán là 150k. Hôm nay bên em cũng xả kho luôn cho các bác 120k các bác nhá. 120k. Đấy, 120k một con. Con dao gọt này. Thanh lý nốt cho các bác nhá. Thanh lý nốt cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo thì lên cho các bác cái con dao giặt C7 này, 7 lạng một con. Đó, bên em cũng còn 3 con nữa. Hôm nay em sẽ thanh lý nốt cho các bác luôn. 300k một con các bác nhá. Đó. C7 này. Đấy, 7 lạng một con. Thanh lý nốt cho các bác 300k một con các bác nhá. Đó, C7 300k một con. Thanh lý nốt cho các bác luôn để các bác mua. Đó. Tiếp theo là đến cái con C8 này. Em đang bán con này là 5 lạng này, đang bán 250k. Cũng xả kho thanh lý nốt cho các bác là 230k các bác nhá. 230k một con. Đấy, hôm nay bên em sẽ đồng loạt xả kho thanh lý cho các bác. Đó, 230k một con các bác nhá. Đó, 230k một con. Thanh lý nốt cho các bác luôn. Đấy, tiếp theo là đến cái vòi tưới cây đa năng này. Đấy, vòi tưới cây đa năng thì em cũng chỉ còn có 2-3 cái nữa thôi. Đấy, 80k một cái các bác nhá. 1-2-3 này. Đó, nó có 3 đầu để các bác kết nối với các cái loại ống này. Xịt của nó thì trong này nó có 7-8 cái đầu luôn. Đấy, hàng Nhật các bác nhá. 80k một cái các bác nhá. 80k một cái.
Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ gen nhiệt các bác nhá. Đó, gen co nhiệt. Gen co nhiệt này thì bên em đang bán với cái giá là 130k một bịch này. 130k các bác nhá. Gen co nhiệt 130k một bịch này. Đó, 130k. Của nó là được 530 đầu các bác nhá. 530 chi tiết. Đó, bên em bán là 130k một bịch này. Gen co nhiệt các bác nhá. Đó. Khóa số 2 vòng, khóa số 2 vòng đây. Đấy, con này thì bên em đang bán là 120k con 2 vòng. Đấy, còn con 1 vòng này thì bên em đang bán với cái giá là 100k các bác nhá. Đó, 100k các bác nhá. Đấy, 100k. Đấy, con 1 vòng này là 100k. Đấy, còn đây là cái khóa chữ U này. Khóa chữ U này thì bên em đang bán với cái giá là 120k một con khóa chữ U này các bác nhá. Đó, 120k một con khóa chữ U này. Đây, 120k một con khóa chữ U. Đó, dùng rất là ngon luôn các bác nhá. Đấy. 120k các bác nhá. Đó, 120k một con khóa chữ U này. Đó, 120k. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái kéo cành A11 này. Em cũng còn có 2 3 con nữa thôi là hết này. Đấy, A11 đây. Con này cực kỳ dày dẫn và sắc bén luôn. Em đang bán là 250k một con. Đấy, 250k một con các bác nhá. 250k kéo cành A11. Con này các bác dùng thì nói chung là cái độ chất của nó thì khỏi phải bàn rồi. Chất kéo của nó này rất là ngon lành luôn, các bác thấy không? Đó, made in Japan các bác này. Đó. Hàng thì cực kỳ là chất luôn các bác nhá. Chất kéo của nó rất là ngon lành luôn. Đó, rất là ngon lành luôn các bác nhá. Đấy, con này thì bên em đang bán là 250k một con. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái kìm cộng lực các bác nhá. Kìm cộng lực này, hàng made in Japan. Con này thì bên em bán là 130k. Đấy, 130k một con kìm cộng lực này các bác nhá. Đó. Tiếp theo là em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái kìm chết này. Đó, kìm chết của Mỹ này. Đấy, USA này, Wesley này. Hàng rất là chất luôn các bác nhá. Đấy, chất thép của nó rất là đẹp luôn. Con này thì bên em đang bán là 180k. 180k một con kìm chết Mỹ này các bác nhá. Đó, dùng rất là ngon luôn, các bác thấy không? Đấy, chất thép chất diếc của nó rất là ngon luôn. Kìm chết Mỹ 180k. Đấy, còn cái con kìm mỏ quạ này thì bên em bán là 170k. Con này là hàng của Nhật các bác nhá. 170k. Hàng của Asahi này. Đó, Asahi. Đấy, 170k các bác nhá. 170k con này. Đó, tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ lục giác này. Đó, bộ lục giác này. Hàng made in Japan này. Đó, bộ này thì bên em đang bán với cái giá là 150k các bác nhá. 150k một bộ này. Giá rất bình dân cho các bác luôn, 150k. Đấy, còn cái bộ 7 màu này thì bên em đang bán là 200k. Bộ 7 màu này thì nó đắt hơn các bác nhá. 200k. Đấy, bộ này của nó thì gấp ra gấp vào rất là đẹp luôn. Hàng rất là chất luôn các bác nhá. Made in Japan này. Đó. Rồi. Sản phẩm thì còn rất nhiều nên em xin dừng video tại đây. Xin gửi lời cảm ơn chân thành tới quý cô bác anh chị đã quan tâm đến shop, theo dõi ủng hộ cũng như là mua các mặt hàng của bên em. Xin chào và lại quý cô bác anh chị vào video lần sau.